thiệu về một trang. Nên tôi sẵn sàng giới thiệu anh là anh Quy, là tên của trong kia. Tôi là bác của đội sản phẩm của thị trấn Trường. Thì tham dự về cái quyền đấy ngày hai trưa ngày hôm nay thì còn có các anh các chị ở trong ban này, các đội các làm hết sự thị trấn Trường, khối trưởng của hội Bắc Sơn. Nên tôi sẵn sàng giới thiệu bác Đồng Thị Trung, khối trưởng khối Bắc Sơn cũng có mặt trong buổi tham dự. Và rất vinh dự hôm nay được đón bác chị là bác Khôi là người nghiên cứu ra cái sản phẩm mà hiện tại đang trưng bày bên đại lý của hợp tác xã. Chúng ta cho anh chị một tràng vào tay đúng không ạ? Bác sĩ là với một cái tấm nguyện, đó là về để phục dựng lại cây dược liệu, vừa là tạo lại công ăn việc làm cho chính bà con của mình. Được chuẩn bị gì mà nói thì có gì nói đấy thế. Thì cũng mong là mọi người quan tâm và tìm hiểu sản phẩm và sử dụng trải nghiệm. Đấy, có vấn đề gì thắc mắc thì có các đại lý rồi là các tổ tác viên, đặc biệt là có bác sĩ là bác Khôi sẽ giải đáp trong khi mọi vấn đề liên quan đến các sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các anh chị em có mặt trong buổi này khai trương hợp tác xã Nông Dược tỉnh Sản Nương. Tôi thì cũng giới thiệu tôi là khối trưởng của khối Bắc Sơn. Cũng rất vinh dự được là hợp tác xã Nông Dược tỉnh Sản Nương về mở cái đại lý ở tại địa bàn của khối. Cũng rất mong là quá thì được nghe tôi được thông tin về cái sản phẩm của hợp tác xã tỉnh Sản Nương này thì cũng thấy rất là sản phẩm rất là tốt.